Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Công chúa Lai nhà Võ Hạ Trâm khiến cộng đồng mạng cười bò khi vừa xem TV vừa ngủ. Võ Hạ Trâm đã chuyển về nhà mới vào ngày Giáng sinh. Không thua kém các nhóc tỳ vi biết khác, con gái Lai Việt Ấn nhà Võ Hạ Trâm cũng là một thế lực nhí đích thực trong gia đình. Võ Hạ Trâm sau khi rời khỏi chốn phồn hoa showbiz Việt đã cùng chồng Ấn Độ xây dựng mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc bé Moon đang thả dáng xem TV. Đáng chú ý chính là hành động của cô bé vừa xem TV vừa ngáy ngủ khiến dân tình cười xỉu úp xỉu đau. Mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, thiên thần nhỏ nhà Võ Hạ Trâm vẫn say giấc nồng với tướng ngồi không thể nhịn được cười. Sự hồn nhiên của cô bé khiến dân mạng thích thú. Bé Moon từ khi chào đời đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhờ vẻ ngoài kháu khỉnh đáng yêu, đặc biệt cô bé là sự kết hợp hai nét đẹp Việt Ấn, đôi mắt to long lanh cùng hàng lông mi đen dài khiến nhiều người ao ước. Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ chuyển đến nhà mới trong dịp Giáng sinh, biểu cảm của con gái cực đáng yêu. Vào dịp Giáng sinh năm nay, đây cũng là món quà nữ ca sĩ cùng ông xã Ấn Độ dành tặng cho con gái cưng tròn 6 tháng tuổi. Nhân dịp Giáng sinh năm nay, Võ Hạ Trâm cùng ông xã Ấn Độ và con gái cưng đã chuyển đến nhà mới. Đây cũng là món quà mà hai vợ chồng nữ ca sĩ dành tặng cho công chúa đầu lòng. Trên trang cá nhân, bà mẹ một con hào hứng khoe loạt ảnh chụp trong căn nhà mới và kèm lời nhắn đầy ngọt ngào đến chồng. Giáng sinh này có lẽ là Giáng sinh đầy ý nghĩa của gia đình mình khi chúng ta đã có một được ngôi nhà ấm cúng cùng cô công chúa nhỏ đáng yêu vô bờ. Hành trình cho hạnh phúc của hai ta bắt đầu từ tình yêu, sự đồng cảm, bao dung và cùng nhau vun vén xây dựng cho tổ ấm nhỏ này. Em tin hành trình này sẽ còn mãi và anh vẫn nắm tay em thật chặt như những ngày đầu tiên anh nhé. Chúc mọi người Giáng sinh thật an lành. Võ Hạ Trâm tiết lộ cô cùng ông xã vừa chuyển đến đây ở vào dịp Giáng sinh năm nay. Đây cũng là một trong những căn nhà cả hai vợ chồng ấp ủ lên kế hoạch từ lâu. Không gian phòng khách khá thoáng mát và nội thất sang trọng. Nữ ca sĩ chọn tông màu trắng xám để nhìn căn nhà trở nên rộng rãi hơn. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy hạnh phúc bên người bạn đời, hiểu thông cảm cho công việc của vợ. Cuộc sống của cả hai thêm viên mãn khi có thêm thành viên mới. Trong suốt thời gian ở nhà chăm em bé, Võ Hạ Trâm chăm chỉ tập luyện giảm 17kg sau sinh. Nữ ca sĩ đang tập trung hoàn thành dự án âm nhạc ra mắt vào đầu năm 2022. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.